Hôm nay tao sẽ xử hai đứa mày. Tội dám phản đại ca, ăn táo dai vô pháp. Nhìn con kẹt chặt cu giờ. Dám đánh lại đại ca luôn cơ á, thằng này gan cô rồi. Cô giáo như mẹ hiền. Cười cho nghỉ học, cười lên. Cười, cười đi chơi. Nhanh lên cười. Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Holy.
Ơ, sao tụi mày dám hổ báo với đại ca vậy? Đấy, nó ngoan lại rồi kìa. Thực sự con này khó để miễn cưỡng lại với khôn như quỷ vậy á. Hai con kia nhìn con kẹt chặt cu mày giờ. Thấy đại ca mày đang ăn táo dai không? Hai tụi bay kiếm có chuyện gì? Thousand years later. Giữ nơi đây lưu dấu nơi mê cũng đẹp cẩn thờ. Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh, hãy trao cho anh.